Nokia 8800 Quân Zin. Giá này đang dao động từ khoảng 19.500 đến 55 triệu. Đủ mẫu hết. Tại sao nó có giá như từ thấp tới cao thì hôm nay em sẽ giải thích cho anh em xem luôn ha. Đầu tiên là con 19.500 này. Con này tại sao 19.500 mà con trên này tới 55 triệu luôn. Ha. Hai con nhìn thì nó như nhau thôi, nhưng mà thật chất nó sẽ khác nhau. Đấy. Con này 19.500, nói chung là men màng vỏ nó cũng zin hết, nhưng mà vỏ này là đã spa lại rồi, gọi là si lại rồi, nên là chỉ 19.500 thôi. Đó. Những cái mảnh này là đã si lại rồi, như zin luôn, zin luôn. Nhưng mà những anh em này cho hàng zin, người ta không thích cho hàng si. Đó. Còn con này 55 triệu là nguyên zin của nó luôn này. Đấy, cái vỏ này nguyên zin của nó luôn ha. 55 triệu gái nguyên zin luôn. À, cái gái này không, bây giờ thị trường mới bây giờ là 15 triệu một miếng gái thôi, cái nhựa đó không á là đã 15 triệu rồi, riêng cái miếng nhựa đó không đấy. Còn cái gái này thì chỉ vài trăm ngàn thôi, miếng này chỉ là 400 ngàn thôi, giống zin chứ không phải là zin, nhìn là như nhau thôi nhưng mà thật chất nó là sẽ khác nhau ha. Nhìn nó rất là đẹp mà thực chất nó sẽ khác nhau. À, vỏ này đã spa lại rồi, còn bên trong là men men zin, màng zin, cáp nguồn zin. Vỏ này không zin luôn nhưng mà xi lại. Đó. Xi lại thì như zin luôn, không khác gì hết. Anh em dùng vẫn bình thường thôi. Nhưng mà những anh em chơi hàng zin đó, người ta không thích hàng xi thôi. Đấy, cái này 19.500 ha. Còn cái này là 23 triệu. Đấy, 23 triệu, cái này cũng zin luôn, nhưng mà hình thức vỏ thì nó sẽ không được đẹp bằng. Chung cái này cũng rất là đẹp. Ừ. Nhưng mà cái này là gái nhựa thay rồi. Ha, 23 triệu. Tất nhiên là mấy cái da này là da thay rồi nha cả nhà, chứ da zin là bây giờ làm gì còn da zin nữa, hiếm, nó cực hiếm. Nhưng mà thay da thay loại như thế nào thôi, loại hai lớp hay là một lớp, này tất cả là mình thay da hai lớp hết, da như như da zin luôn. Đấy, như con này 23 triệu nguyên zin hết là gái thay nha. Rồi con này 25 triệu, con này cũng nguyên zin hết, con này zin cả gái luôn ha. Nhưng mà 25 triệu thì gái nó sẽ là có chấm chấm thế này. Đó, sẽ có chạy thế này là nguyên zin. Là những dành cho những anh em nào mà chơi máy, một con máy nguyên zin mà giá tầm hơn 20 triệu. Đây, như con thế này này, nguyên zin hết. Men màng có vỏ zin hết. Chỉ là da này là da zin hai lớp thôi chứ không phải zin hãng nha. Cái này nguyên zin hãng luôn này. Mấy cái thanh sườn này kia tất là zin hãng hết, chỉ là thay bụi da thôi, nhưng mà da này chấp nhận được. Ok, hai lớp nguyên zin. Rồi lên con này 30 triệu ha. Con này 30 triệu, tất nhiên 30 triệu nó cũng là zin hết rồi, men màng có vỏ zin hết. Đó, con này lên 30 triệu thì cái gái nó đẹp hơn nè, các bạn thấy không? Đấy, gái đẹp hơn, cái gái này không gần 10 triệu rồi. Đấy, gái này rất là mắc tiền nha các nhà, tại vì giờ nó không còn nữa. Miếng nhựa mà để hôm nay là hơn 10 năm là vẫn còn đẹp thế này là quá chuẩn rồi. Đấy, con này 30 triệu nha cả nhà. Đấy, hình thức máy thì rất cũng rất là đẹp, chuẩn đẹp hết. Đấy, giờ lên con này 40 triệu. 40 triệu nó có gì so với 30 triệu? Tất nhiên là sẽ hơn rồi, hơn về bộ vỏ, tại vì quay video mình nhìn không có cận cận cảnh được. Cái vỏ nó như nhìn nó như nhau nhưng mà thật chất nó sẽ khác nhau, nó phải chênh lệch nhau một chút xíu về màu. Một cái màu còn 85, một cái 86 rồi đấy. Đấy. Đó. Gái tất nhiên là mấy cái dòng 40 là gái đẹp hết rồi. Đó, gái thế này đẹp rồi, thế này gọi là đẹp rồi, cực hiếm luôn. Đấy. Đấy, lên con này 42 triệu. Đấy, 42 triệu tất nhiên là máy nó sẽ đẹp hơn, men màng cáp vỏ nó sẽ đẹp hơn hết, đẹp hơn hẳn luôn, hơn hẳn mấy con khác. Gái nó rất là đẹp luôn. Đó, da này là người ta gọi là da cận zin, là như zin luôn, không khác gì hết. Đấy, gái đẹp luôn, máy là đẹp, chuẩn đẹp hết, ken hết. Đấy, không cắn thế nào luôn ha, vỏ rất là xuất sắc luôn. Đó, con này 42, con này cũng như nhau luôn, 42 là như nhau hết. Đấy, các bạn thấy không?
Đấy, phím sáng rất là đẹp luôn, sáng đều đẹp luôn ha, tại vì đây là nguyên zin, nó rất là đẹp. Con này mình có gắn viên sẵn rồi. Đấy. Máy rất là chắc chắn nha, không có rơ lắc gì hết. Rất là chắc chắn luôn. Đấy, rất là đẹp, con này nguyên zin nè. Con này 42 triệu. Đây, con này 45 triệu. Con này nguyên zin luôn nè, không có đụng chạm gì luôn. Con này tại vì cái da nâu á, bản chất cái da nâu đây nguyên zin nữa nè, cái da nâu zin hẳn nó ngày xưa tới giờ luôn, tại vì da nâu mình dùng lâu ngày nó vẫn ok hết, nó không có bẩn gì hết, nó sẽ bẩn chút xíu này à. À, nhưng mà không sao, còn rất là đẹp. Còn mấy cái bản da trắng thì nói chung anh em dùng không một năm á, là nó sẽ bẩn rồi, mình sẽ thay da khác. Còn mấy cái nâu thì anh dùng vài năm không có ảnh hưởng gì hết, mình xài mãi thôi. Đó, cái nào là nguyên zin rất là đẹp luôn nè, xuất sắc. Đó, con này cũng vậy, hai con này 45 triệu hết. Đó, đẹp xuất sắc luôn cả nhà ha. Đó, gái đằng sau chắc chắn sẽ đẹp luôn rồi, 45 triệu là gái nó đẹp rồi, nguyên zin đẹp xuất sắc hết, bộ nguyên zin rất là đẹp luôn, tất cả là men màng cáp và zin hết. Đó, con này là 55 triệu này, đẹp nhất trong đàn này. Đấy. Đó, cái kính zin nó không chạy luôn. Đợi cái kính zin hay không á, bây giờ cũng mấy triệu một kính rồi, gần 3 triệu một kính rồi, như kính nguyên zin đó. Gái này cũng rất là mắc tiền ha. Đó, đẹp xuất sắc cả nhà ha, con 55 triệu được xuất sắc luôn rồi. Những con này là live time rất ít luôn, khoảng mười mấy giờ à. Đấy. Đấy. Em nói 88 won dao động cái từ 19 triệu 500 đến 55 triệu đấy. Em còn khoảng 10 con, 10 con thế này. Còn những anh em nào chơi những hàng mà rẻ tiền hơn em vẫn có, những con khoảng từ 10 đến 20 triệu vẫn có, từ 10, 15. Đó là những con bản 1GB thôi, máy 1GB. Nói chung là máy 1GB màu đen, màu nâu. Đấy, mình lên gold là giá nó rẻ. Còn cái này là mấy con này là chuẩn gold hết, tức là chuẩn gold 4GB, hàng công ty hết. Rồi, cảm ơn em đã xem video này ha. Rồi, em xin dừng video tại đây.